Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử sao Hoa ngữ. Trong bản tin ngày hôm nay, xin cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử diễn viên Cổ Thiên Lạc. Cổ Thiên Lạc sinh vào ngày 21 tháng 10 năm 1970 ở Hồng Kông là một diễn viên. Anh từng là gương mặt nổi bật và diễn viên chủ chốt của đài truyền hình Trung ương TVB. Anh từng đoạt giải TVB cho nam diễn viên xuất sắc nhất trong năm 1999 cho vai diễn Từ Phi trong loạt phim Hồ sơ trinh sát 4 Vụ án hình sự. Những năm gần đây, anh chỉ tập trung vào đóng phim điện ảnh. Cổ Thiên Lạc là một trong những diễn viên nổi tiếng và được yêu thích của điện ảnh Hoa ngữ, điện ảnh Hồng Kông và là gương mặt đại diện cho các thương hiệu quảng cáo như Pepsi, Osim, Tag Heuer, Lotte, Zaro, Equal, Lay và những sản phẩm nội địa khác. Trước khi đến với điện ảnh, Cổ Thiên Lạc đã từng ngồi tù vì tội ăn cắp. Sau đó, anh đã thay đổi và sống tích cực hơn. Anh làm nhiều công việc khác như hầu bàn, bán đồ ăn nhanh, bảo vệ. Sau này, anh đã tâm sự rằng cuộc sống của anh để đưa thanh niên trẻ lầm đường lạc bước. Anh khuyên các bạn trẻ, trước khi làm gì hãy nên nghĩ tới người thân và tương lai của mình. Anh cũng dành nhiều lời tâm sự rất chân tình về những ngày tháng tuổi trẻ phải cực khổ kiếm ăn cho đến khoảng thời gian anh lầm đường lạc bước vào trại cải tạo vì nhận lỗi tội giùm anh em. Cổ Thiên Lạc siêng năng và làm nhiều công việc lao động chân tay khác nhau cho đến khi tình cờ phát hiện và mời làm người mẫu cho chương trình cuốn băng karaoke MTV Nhờ Đẹp Trai. Cho đến năm 1993 thì TVB ký hợp đồng với Cổ Thiên Lạc. Từ đó anh phấn đấu không ngừng để trở nên một trong những nam diễn viên chính xuất sắc và có số lượng fan hâm mộ đông đảo nhất. Nhất là từ khi đi tập tạ, nhuộm da cho rám nắng, cắt tóc ngắn, giữ vẻ mặt phong cách lạnh lùng trong những bộ phim anh đóng thì số fan nữ càng tăng lên đáng kể. Hình ảnh nam tính của Cổ Thiên Lạc sau khi nhuộm da khác hẳn với vẻ thư sinh yếu đuối trong những ngày đầu tiên. Fan hâm mộ đã khen ngợi nhiệt liệt. Có thời gian, anh được xếp vào một trong những danh sách nam diễn viên đẹp trai nhất trên cả Lưu Đức Hoa, Tạ Đình Phong. Cổ Thiên Lạc là một trong những diễn viên siêng năng nhất. Cho dù thuộc hàng diễn viên top nhưng anh không hề chê kịch bản. Hễ có ai mời là anh tham gia, từ phim ma, phim xã hội đen, phim tình cảm, phim trinh thám, phim hài, phim kiếm hiệp, như có lần anh đã nói. Có vai diễn tại sao không tham gia, tôi lao động quen rồi nên thích kiếm tiền lắm và ít từ chối lời mời công việc lắm. Hơn nữa, đây cũng là dịp tôi thử sức với nhiều loại vai diễn khác nhau, hoàn thiện khả năng diễn xuất. Sau giải thưởng năm 1999 đến năm 2001, Cổ Thiên Lạc một lần nữa được bầu làm nam diễn viên được yêu thích nhất cho vai Hạng Thiếu Long trong bộ phim truyền hình TVB Cỗ Máy Thời Gian dựa trên tác phẩm Tâm Tần Ký của Huỳnh Dị. Đồng thời, kiêm luôn giải nam nghệ sĩ có phong cách thời trang nhất cùng trong năm 2001. Những bộ phim truyền hình, Cổ Thiên Lạc đã để lại những ấn tượng, đó là vai Dương Quá trong Thần Điêu Đại Hiệp Nữ 1995 đóng cặp với Lý Nhược Đồng. Vai trung sĩ cảnh sát Từ Phi trong bộ phim Hồ sơ trinh sát 4 cùng với Tuyên Huyền, Trần Cẩm Hồng, Sa Thị Mạn. Vai phản diện Trương Tự Lực trong Thử Thách Nghiệt Ngã với Hạng Thiếu Long trong Cỗ Máy Thời Gian cùng với vô số các vai diễn khác, trong đó Giáo sư Ưu Ái, Liệt Họa Hùng Tâm, Lệnh Truy Nã, Duyên Tình Đôi Chủ. Sau thời gian đóng phim lẻ Xã Hội Đen và một loạt phim ma trong series Âm Dương Lộ, khoảng thời gian đầu những năm 2000, Cổ Thiên Lạc đã chuyển sang những vai hài lãng mạn trong những cuốn phim tình cảm nhẹ nhàng và anh đã lập tức tạo được hình tượng mới, phong độ ga lăng, vui tính, lãng mạn, hiền lành, khác hẳn với giang hồ Xã Hội Đen, lầm lì, ít nói, lạnh lùng mà anh đã tạo ra trước đó. Chỉ cần nghe tên Cổ Thiên Lạc thì khán giả đã hình dung ra nhân vật trong bộ phim. Ngoài điện ảnh, Cổ Thiên Lạc cũng là một cuộc dạo chơi trong âm nhạc. Anh hát mấy bài chủ đề cho những phim truyền hình mình đóng. Ngoài ra còn có vài ca khúc khác anh đã khiến bạn trẻ thích thú trong những album của anh. Album được chú ý nhất của Cổ Thiên Lạc là Mr. Cool. Từ đó, fan hâm mộ kêu anh bằng biệt danh này Mr. Cool thì thấy hợp với tên của anh. Tên tiếng Anh của Cổ Thiên Lạc là Luis Cole hay Cole Luis.
viết gần nhau là Khun, đọc tương tự như Khun, anh còn có biệt danh khác là Khun Rầy. Vai phản diện gần đây nhất của Cổ Thiên Lạc là tay xã hội đen sát máu Jimmy trong tranh giành quyền lực. Anh đã nhận được những lời khen ngợi của nhiều chuyên gia quốc tế qua vai diễn xuất sắc này khi bộ phim Election 2 được đem ra trình chiếu tại Liên hoan phim Cannes năm 2006. Về học vấn, Cổ Thiên Lạc là cựu học sinh của trường Trung học Thánh Teresa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.